lại gặp nhau nữa rồi. Các bạn có thấy hôm nay trong mình hơi lạ một xíu không? Bởi vì mình vừa mới cắt tóc ngắn đi một xíu. Các bạn thấy tóc mình nó ngắn hơn so với cái video lần trước mình có đăng phải không? Mình thấy là trong video của mình đa số là chiếu cái gương mặt của mình và cái bài giảng, nên mình sợ các bạn sẽ dễ sinh ra nhàm chán, cho nên mình đã hy sinh cái bộ tóc này để mình cắt tỉ lại cho nó khác đi. Các bạn xem video sẽ không bị nhàm chán nữa. Hy vọng rằng các bạn cũng thấy cái tóc này nó hợp với mình một chút, nếu không mình sẽ ngại lắm. Ok, chúng ta sẽ quay lại vấn đề chính. Thì video lần này mình sẽ giải đề thi môn trang trí màu của trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Các bạn có háo hức không? Nếu có, chúng ta hãy cùng nhau giải đề thi này nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem lại cái đề thi có nội dung như thế nào nhé. Ở trên tay mình là cái đề thi vừa rồi và mình sẽ đọc lại cho các bạn nghe. Đề thi tuyển sinh Đại học Mỹ thuật năm 2020 môn trang trí của ngành thiết kế đồ họa có nội dung như sau. Cà vạt là một trong những sản phẩm thời trang quen thuộc và mang tính thẩm mỹ cao. Ngày nay, cà vạt được nhiều hãng thời trang chú trọng đưa yếu tố trang trí vào nhằm giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn phù hợp với phong cách và cá tính của mình. Anh chị hãy vẽ trang trí trên bề mặt cà vạt theo kích thước như hình vẽ, gam màu sử dụng tùy ý. Thì đây là cái hình cái cà vạt sau khi đã được kẻ ra. Cái cà vạt này có cái chiều dài nhất là 35cm, tính từ phần này tới phần trên này. Có bề rộng nhất là 10cm và có bề ngắn là 7cm. Phần đầu có cái hình góc cắt chéo lên, hình tam giác. Đó. Với cái hình như thế này thì các bạn không thể nào mà các bạn dùng một cái thước với độ dài là 30cm các bạn kẻ được, vì nó quá ngắn và khi kẻ mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong việc kẻ đường thẳng. Các bạn phải sử dụng một cái thước dài có độ lớn là 50cm như thế này. Và khi kẻ, các bạn sẽ kẻ rất là dễ dàng, tại vì mình kẻ một đường thẳng tới đây. Trong đề là yêu cầu cái này méo lên, méo gì đúng không? Các bạn kẻ được tới đây. Sau đó dựa vào khoảng cách đề cho trước là từ đây lên đây là 5cm. Các bạn chấm một cái điểm này và mình nối vào cái phần chia đôi. Là cái đề này cực kỳ dễ kẻ nếu các bạn sử dụng cây thước 50cm. Đây là một cái dạng đề không phải là đề khó, mà có khi nó rất là dễ luôn. Tại vì nó không có yêu cầu chữ gì hết, nó không có một cái gọi là ràng buộc về cái họa tiết hay là màu sắc. Tuy nhiên, cái khó ở đây và cũng là cái mà các bạn hay thắc mắc này, lăn tăn cũng như là lo sợ có phải là mình làm đúng hay không, đó là cách các bạn bài trí bố cục như thế nào cho cái hình này nó hài hòa. Thì ở đây mình chú trọng về cái phương pháp đặt bố cục trên cái một cái hình có cái kích thước như vậy và có cái hình dáng, cái phần này nó to, phần này nó nhỏ, chung là cái hình dáng nó không được gọi là đều đặn cho lắm, đều đặn tuyệt đối ở cái phần nửa trên nửa dưới, thì các bạn sử dụng bố cục nào cho nó phù hợp đó, thì đó là cái mà mình sẽ chú trọng và nói rất nhiều trong video lần này. Các bạn cố gắng lắng nghe một chút để mình sau này lỡ như có đi thi và gặp những cái hình tương tự thì mình sẽ giải quyết như thế nào sao cho hợp lý. Các bạn ơi, mình có đôi lời cảnh báo muốn gửi các bạn, đó là hiện tại mình chỉ đã và đang làm việc tại một cái thương hiệu yêu nhất, đó là Peach Studio. Và nếu như các bạn thấy hình ảnh cũng như là bài vẽ của mình được quảng cáo tại một nơi không phải là Peach Studio thì đó là gian dối, và các bạn ơi hãy báo cáo giúp mình nha. Xin cảm ơn các bạn đã luôn hỗ trợ. Và I love you all guys. Thank you. Từ lúc bước ra khỏi phòng thi cho đến thời điểm hiện tại thì các bạn vẫn còn đang tranh cãi rằng mình sẽ trang trí cái hình này theo cái dạng bố cục nào là nó phù hợp nhất. Các bạn thì cho rằng chúng ta chỉ có thể là trang trí theo dạng bố cục bãi hoa hay còn gọi là bố cục hàng lối. Còn có bạn nói rằng mình vẫn có thể trang trí theo kiểu tự do được.
Vậy thì theo ý kiến của mình, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng cả hai dạng bố cục này vào trong đề thi nếu như mà các bạn biết cách. Tuy nhiên theo mình thì chúng ta vẫn nên sử dụng bố cục bảng hoa vì nó ưu việt hơn. Tại vì sao? Tại vì đối với một hình vẽ như thế này có chiều dài rất là lớn là 35cm, tuy nhiên cái chiều ngang rất là bé, và với thời lượng của cái giờ thi là 5 tiếng thì các bạn vẫn có thể vẽ nhanh, hoàn thiện xong trong 5 tiếng được, không sợ bị vẽ lâu. Tại vì đa số các bạn từng vẽ rồi, các bạn thấy mình trang trí theo bố cục vải hoa đó thì nó sẽ hơi lâu một tí. Nhưng mà cái đề thi này áp dụng cái lối đó và cái thời gian là 5 tiếng như vậy thì hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà không có nghĩa là mình bác bỏ cái dạng bố cục tự do. Nếu như các bạn biết cách bài trí thì mình vẫn có thể cách điệu và trang trí cái hình này theo dạng bố cục tự do. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bài trí theo bố cục tự do. Và nếu như các bạn còn chưa biết bố cục bảng hoa như thế nào thì mình cũng sẽ hướng dẫn luôn. Các bạn cùng theo dõi với mình nhé. Nếu như mà các bạn chọn cách bài trí theo kiểu bố cục tự do thì đầu tiên các bạn sẽ phải chia tổng chiều cao của cái cờ vạt này ra thành 3 phần bằng nhau. Thì mình có 3 đoạn như sau. Một đoạn nè, hai đoạn và ba đoạn, thì mình sẽ chấm lên để đánh dấu vị trí nhé. Tương ứng với ba đoạn đó sẽ là ba cái khoảng mà chúng ta sẽ đặt họa tiết chính, họa tiết phụ 1 và phụ 2 vào. Chẳng hạn như là ở khoảng này thì mình sẽ đặt họa tiết chính vào vì đây là có cái khoảng mà có không gian rộng nhất trên cái hình ca bát này. Ví dụ đây là họa tiết chính của mình đây. Họa tiết chính thì bạn có thể chọn cái kiểu là mình đặt ở dạng cân đối luôn cũng được, hoặc là nó hơi lệch nhẹ về một bên cũng được nhé, đừng có lệch quá. Theo đó, họa tiết phụ 1 sẽ là nằm ở khoảng thứ hai, và để tránh cho cái việc mà nó bị thẳng hàng, nó gây cảm giác là tù túng này, nó không có nhịp điệu này, thì mình sẽ cho nó lệch qua một bên. Chẳng hạn lúc này mình cho nó lệch qua bên trái một ít. Và tất nhiên theo tỷ lệ thì họa tiết phụ 1 nó sẽ phải bé hơn so với họa tiết chính của mình. Tiếp theo sẽ là họa tiết phụ 2 đặt ở phần trên cùng này, phần thứ 3, và tỷ lệ của nó cũng sẽ phải nhỏ dần như thế này đây. Tỷ lệ càng nhỏ thì nó sẽ càng giảm đi sự chú ý. Và theo cách mà mình sắp xếp theo kiểu zig zag như thế này thì nó sẽ mang lại cái cảm giác về cái nhịp điệu trong bài. Và đây là cách mà chúng ta sẽ bài trí theo kiểu bố cục tự do nếu như chúng ta chọn cái phương án đó. Đây là cái dạng bố cục mà chúng ta rất là dễ làm, rất là nhanh và cũng rất là dễ sáng tạo nữa. Còn nếu như mà các bạn muốn chọn bố cục hàng lối để các bạn trang trí cái chiếc cà vạt này, đầu tiên các bạn sẽ phải chọn một cái vị trí nào đó đủ rộng để mình vẽ trước một họa tiết vào. Chẳng hạn như mình vẽ con dragon và mình đặt nó ở vị trí phía dưới này vì cái chỗ này nó có bề ngang rộng nhất đủ để mình vẽ hết cái con dragon này ra. Sau đó mình sẽ dùng một tờ giấy can trong và mình sẽ can nét lại cái con này ra giấy can. Rồi nhờ cái tờ giấy can này mình sẽ cầm và mình xê dịch, mình tìm vị trí sao cho để tìm cái con thứ hai và đặt nó ở vị trí theo hàng. Chẳng hạn như đây mình đặt hàng xéo lên nè. Đối với con thứ nhất này thì mình đã có một cái hàng gọi là hàng xéo từ phải qua trái và xéo lên về bên trái. Tiếp theo cái hàng thứ hai mình sẽ đặt cũng giống y chang hàng thứ nhất, là mình sẽ đặt xéo lên giống như nè. Hàng thứ ba cũng sẽ tương tự và hàng thứ tư nếu có cũng sẽ tương tự. Hoặc các bạn có thể đảo chiều con vật này. Nếu như các bạn thấy đảo chiều nó sẽ đẹp hơn. Chẳng hạn như mình đảo con này ngược lại như thế này thành một cặp, hai con một cặp thì vẫn được nha, không vấn đề gì hết. Và mình tùy mình muốn cái hàng này xéo lên trên về trái hay là mình muốn cái hàng này xéo lên trên về phải, tùy vào cái họa tiết nữa và tùy vào cái ý muốn của mình nữa, cái nào cũng được. Sau đó các bạn sẽ vẽ cái không gian trên nền, chi mảng trên nền, và các bạn tìm mảng nối từ họa tiết xuống nền để tạo liên kết từ họa tiết tới nền và các họa tiết với nhau, như là cách mà mình tìm các mảng liên kết mình có giới thiệu lần trước. Và sau khi các bạn làm xong thì các bạn tô cũng sẽ nhanh, như mình có nói từ đầu video là
cái thời gian để làm cái đề thi này tới 5 tiếng. Mà cái hình này á, các bạn thấy á, mình đặt vô nè, chỉ có con này là đầy đủ thôi, nhưng con này nó bị cắt hết, đa số là bị cắt hết, cho nên là cái mảng mình tô màu lên á, nó cũng không phải nhiều và nó đủ thời gian để mình làm cái bố cục này. Các bạn có thể lưu ý, và nếu như gặp những cái trường hợp mà đề thi cũng na ná như vậy á, thì mình có thể sử dụng phương pháp vẽ bố cục hàng lối được nhé. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái bài vẽ hoàn thiện mình đã vẽ bài thi này để các bạn xem tham khảo ha. Đây. Ta-da! Xin giới thiệu với các bạn, đây là bộ sưu tập cà vạt dành cho những bạn nam có cá tính mạnh mẽ. What the hell? Mạnh mẽ từ màu sắc cho đến hình tượng. Thì như các bạn thấy đây, mình đã sử dụng cái họa tiết là con raccoon hay còn gọi là con gấu mèo, và mình bài trí theo dạng bố cục hàng lối. Thì bố cục này nó sẽ mang lại cảm giác dễ cân bằng, hài hòa, và hơn một cái nữa là nó gây cái cho mình cái cảm giác là nó tạo cảm giác là gợi đến cái chất liệu vải rất là phù hợp với cái đề thi này. Nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ không được phép làm cái bố cục khác nha. Mình vẫn được phép nếu như mình biết cách và mình làm cho nó hài hòa là được. Nhân tiện đây, nếu như các bạn nào mà đã và đang vẽ lại cái đề thi này, thì các bạn muốn chia sẻ và muốn các bạn khác góp ý để mình sửa chữa, thì các bạn nên đăng vào group mà Nhi đã tạo ra. Đó là group cùng nhau tự học trang trí màu, để chúng ta cùng nhau chia sẻ và giúp nhau học hỏi, giúp nhau học tốt hơn nhé. Những chia sẻ của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên bấm like và share, cũng như là subscribe kênh để theo dõi những cái video mới nhất của mình nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.